Rồi, em chào mấy anh chị cô chú nha. Thì hôm nay em làm clip báo giá cái chậu bát giác cho mấy anh chị cô chú nha. Chậu này mới ra nha mấy anh chị cô chú, bát giác 60. Bát giác 60 chân chân quỳ luôn, chân kỹ luôn. Hoa văn là tứ linh, long lân quy phụng. Nó giống như bát giác 79 á, nhưng mà cái này bên nhà sản xuất ảnh mở bán, còn cái 79 chưa có mở bán. Cái này có mở bán cho đại lý, để cho đại lý bán cho khách hàng nè. Thì cái này là bát giác 60 nha mấy anh chị. Nó 59 nhưng mà làm tròn 60. Phủ bì của nó đây là. Phủ bì của nó là khỏi đo, tao biết rồi, tao biết kích thước rồi. À, phủ bì của nó là 59 nha mấy anh chị. Lọt lòng á là 52. Phủ bì 59 lọt lòng 52. Cao chậu là 34. Đó. Cái đó là kích thước của cái chậu đó. Thì em báo giá luôn rồi mình đo sau. Thì nguyên bộ này á mấy anh chị mua chậu không á, không có chân á là 1.450.000 bao ship tặng một lon sơn Dolphin. Láng mịn Dolphin. Mua cái chân không, không mua chậu á, cái chân không là 650.000 bao ship không tặng sơn nha, cái chân này bán sát giá luôn. Còn mấy anh chị mua cả bộ á, thay vì 650 1450 là 2.1.000, nhưng mà mấy anh chị mua cả bộ á thì là còn 2.000.000 bao ship tặng một lon sơn hay láng mịn Dolphin nha mấy anh chị. Đó. Đó, mua lẻ thì mấy anh chị mua lẻ cái chậu không á là 1450 bao ship tặng lon sơn. Lẻ cái chân không là 650, mua cả bộ là 2.000.000. Rồi còn bây giờ thì hoa văn của nó thì giống như cái 79 bữa em có sơn giả cổ á, hoa văn của nó là tứ linh nè, hoa con rồng nè, long nè, bên này là con phụng nè, long lân nó đi ngược, thằng kỳ nó ráp ngược, bên này long nè, lân nè, quy nè. Đó thì nói chung là hoa văn là long lân quy phụng nha mấy anh chị, chân kỹ nha. Rồi mấy anh chị giờ đo chiều cao cả chân luôn là bao nhiêu kìa. Ở trên, cái chân ở trên. Cái chân ở trên chứ không phải sát bàn, hiểu không? Cái chân nó lên một khúc nữa, thấy không? Cái móng á. Ừ. Ở trên lên. Lên. Cái chân 19 hả? Cái chân 19 với 34, 19 34 là 19 34 như vậy. 54 hả? 53. À, 53. Thông minh đó. Đó là cả chân lên là cao luôn chân với chậu là 53 nha mấy anh chị. Đó, phụ bì của nó là phụ bì của chậu là 59, lọt lòng 52, cao chậu 34, cả chân là 53. Đó, nguyên bộ là 2.000.000 bao ship tặng một lon sơn láng mịn Dolphin nha mấy anh chị. Khuôn chậu AVS Việt Nam nha, này hàng Việt Nam. Rồi giờ mình quay chi tiết từng món. Giờ lấy cái chậu xuống trước đi, quay cái chân trước đi. Có lòng trong đầy đủ nha mấy anh chị. Thì hàng thì anh chị đặt thì giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng rồi thanh toán. Đây, nhựa Việt Nam thì lúc nào nó cũng khá là dày, dày dặn, nó cái cạnh nó nè. Khá là dày dặn. Mấy anh chị nhìn đây nè, nhìn là thấy cạnh vậy nè. Đây là lòng trong của nó nè. Lòng trong nó ghép bằng ốc sắt hết một lần. Mình ghép một lần vậy thôi mình xài thôi. Đó. Đây là cái chân của nó. Chân của nó thì gồm 4 tấm nè. 4 tấm nó liền nhau. Cứ 2 tấm vô 1, 2 tấm vô 1. Nó gồm 4 tấm ghép lại thành 8 mặt là bát giác. Rồi, bỏ cái chân xuống đi kìa. Mình tới cái chậu. Cái chậu là để lên. Đây là cái chậu của nó, cái chậu nó đây là lòng trong, lòng trong cũng khá là dày dặn. Đó. Lòng trong cũng khá là dày dặn ha. Lấy búa chị bố. Lấy ra kìa. Lấy búa mày đập thì gì còn ba. Cái đáy của nó đặc biệt lắm anh chị. Cái đáy chậu nó là hình tròn. Đó. Nhựa thì nó cũng khá dày ha. Ở Việt Nam mình thì khá dày. Long lân quy phụng. Hoa văn nè. Hoa văn của nó nè, đó. Nó cũng không sâu lắm nhưng mà đổ ra cũng đẹp. Cái này mấy cái hoa văn của chậu tứ linh này mình sơn giả cổ là đẹp nhất, sơn giả đồng á. Rồi, ok, ráp bỏ lên hết đi kìa. Rồi xong giá thì em báo rồi mấy chị ha. Rồi, bộ này là bộ mới nhất luôn á, bộ mới nhất hiện tại mới ra luôn á. Bên nhà sản xuất cũng mới ra tầm tuần à. Bộ này thay cho kiểu mình xài kiểu 60 nó cũng nhiều thì làm bộ này xài cũng được, cũng đẹp. Đó, nguyên bộ nó. Rồi báo giá lại lần nữa ha, thì nguyên bộ là 2.000.000 bao ship tặng lon sơn láng mịn Dolphin ha. Cái chậu không là 1450 bao ship tặng lon sơn, cái chân không là 650.000 bao ship không tặng sơn. Rồi anh chị nào cần mua thì vui lòng liên hệ hai số điện thoại trên màn hình cho em ha. Thì mấy anh chị mua mấy anh chị kiểm tra hàng, nhận hàng kiểm tra hàng rồi thanh toán với bên vận chuyển. Đó, rồi. Nhựa này nhựa Việt Nam, rồi khuôn là lòng trong là ghép. Thì em báo chi tiết hết cho mình rồi. Anh chị nào cần mua cứ liên hệ hai số điện thoại trên màn hình cho em nha. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi video này của em.